Từ Phnom Penh đến Hàng Châu, năm 2023 đã chứng kiến một hành trình đầy nỗ lực và thành công của đội Karate Việt Nam, đặc biệt là võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm. Đã từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các võ sĩ đã dồn hết thời gian và công sức để chuẩn bị cho SEA Games 32. Trải qua một hành trình đầy khó khăn, cuối cùng họ đã mang về những chiến tích đáng tự hào, cùng với sự kiên trì và quyết tâm không ngừng nghỉ. Không dừng lại ở SEA Games, đội Karate Việt Nam đã chuẩn bị cho những thách thức tiếp theo. Các võ sĩ cùng tập trung vào giải đấu vô địch châu Á, nơi họ phải đối mặt với những đối thủ mạnh mẽ từ các quốc gia hàng đầu vùng châu Á. Đặc biệt, ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc đã là một thử thách lớn với đội Karate Việt Nam. Nguyễn Ngọc Trâm, người đã xuất sắc giành HCV tại SEA Games 31, tiếp tục là một trong những tâm điểm của Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay. Cô tham gia nội dung kata đồng đội nữ, cùng với đồng đội Ly Thị Thu Yên và Nguyễn Thị Phương. Trong bối cảnh không còn lợi thế sân nhà, đội Karate Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ hàng đầu như Thái Lan, Malaysia và Philippines ngay tại đất nước Campuchia. Đặt mục tiêu cao trong môi trường thi đấu trung lập không hề dễ dàng. Cả Ngọc Trâm và các đồng đội đều tận dụng thời gian để làm nóng cơ thể và tinh thần trước mỗi trận đấu. Sự căng thẳng tăng lên khi trọng tài công bố điểm số nội dung kata đồng đội nữ. Mặc dù đối thủ Sakura Alforte của Philippines thể hiện sự mạnh mẽ, nhưng đội Karate Việt Nam đã tỏ ra xuất sắc hơn và giành được HCV quý báu. Từ một kỳ nghỉ Tết bình yên, hành trình của đội Karate Việt Nam đã trở nên đầy thách thức và phấn đấu. Không chỉ là mục tiêu thi đấu xuất sắc, họ còn là biểu tượng của sự đoàn kết và nỗ lực trong làng thể thao Việt Nam. Đáng chú ý hơn, đây cũng là HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Thành công của các võ sĩ kata nữ đã mở ra một kỳ SEA Games rực rỡ với đoàn thể thao Việt Nam, khi các vận động viên thi đấu chói sáng để xác lập vị trí nhất toàn đoàn. Nhưng vào thời điểm SEA Games 32 khép lại cũng là lúc Ngọc Trâm kết thúc kỳ nghỉ và bước vào đợt tập luyện mới. Xa nhà đã thành chuyện thường. Những ai từng gặp Ngọc Trâm sẽ thấy cô gái vàng của thể thao ngành công an là người thẳng thắn. Cô không ngại chia sẻ về những ngày sống xa gia đình, nhưng xét về mặt khoảng cách thì cũng không xa lắm. Bởi, Ngọc Trâm thường tập luyện tại trung tâm thể thao Trịnh Hoài Đức, còn gia đình cô sống ở Gia Lâm. Nếu Ngọc Trâm chọn cuộc sống của một cô gái bình thường, có lẽ giờ đây em vẫn còn là cô sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Chỉ có đam mê không giới hạn với thể thao nói chung, cũng như karate nói riêng, đã biến Ngọc Trâm trở thành một vận động viên như hôm nay. Cô gái sinh năm 2002 đã tiến những bước rất xa, từ một vận động viên phong trào thành tuyển thủ quốc gia. Con đường từ Gia Lâm đến phố Trịnh Hoài Đức chỉ mất 20 phút đi xe máy, nhưng không phải lúc nào Ngọc Trâm cũng có thể về thăm gia đình. Kết thúc đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2023, Ngọc Trâm cùng toàn đội bắt đầu tập trung cao độ hướng đến SEA Games. Đó là những ngày tập luyện mà không thể về thăm nhà của Ngọc Trâm. Trong hoàn cảnh sống xa gia đình, Ngọc Trâm dường như không bận tâm lắm với những gì mình đang trải qua. Thứ nhất, đó là điều Ngọc Trâm đã quen với những năm tháng ăn cơm tuyển. Thứ hai, toàn đội cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, và nữ võ sĩ 21 tuổi không phải trường hợp cá biệt giữa hàng trăm vận động viên khác. Kết thúc SEA Games 32, Ngọc Trâm cũng chỉ về thăm nhà vài ngày trước khi trở lại đội tập luyện để tiếp tục chuẩn bị cho các thách thức thể thao tiếp theo. Có một định kiến trong giới tập luyện võ thuật là những người thi đấu quyền biểu diễn chỉ được xem như múa võ, không có tốc độ và sức mạnh như võ sĩ đối kháng. Nhưng trên thực tế, Ngọc Trâm và các đồng đội thường phải tập nặng để tăng cường sức mạnh. Những bài tập tạ là điều quen thuộc với những cô gái đội tuyển kata nữ Việt Nam. Hướng đến mục tiêu lớn nhất, tại giải vô địch karate châu Á vừa diễn ra, đội tuyển kata nữ Việt Nam tiếp tục có thành tích đáng chú ý. Bộ ba Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Yên và Nguyễn Ngọc Trâm giành huy chương bạc chung cuộc tại giải. Đây là thành tích rất đáng khích lệ với Ngọc Trâm và toàn đội trước khi lên đường tham dự ASEAN vào tháng 9 tới. Kỳ Á vận hội Hàng Châu chứng kiến môn karate lần đầu đưa hai nội dung kata đồng đội vào chương trình thi đấu. Với những gì đã thể hiện tại giải vô địch châu Á vừa qua, võ sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến một kết quả tích cực. Tuy nhiên, họ sẽ phải chạm trán với những đối thủ rất mạnh đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và các nước Trung Đông. Trên thực tế, vì kata đồng đội là nội dung mới, đội tuyển karate Việt Nam không đăng ký chỉ tiêu ở hạng mục kata tại Á vận hội lần này. Ở một góc độ nào đó, điều này giúp các vận động viên Việt Nam giảm bớt áp lực trước giờ thi đấu. Kỳ tích đôi lúc sẽ đến khi những con người tài năng được cởi bỏ tâm lý, qua đó họ có thể thi đấu với phong độ tốt nhất. Về phần cá nhân Ngọc Trâm, ASEAN 19 sẽ là giải đấu lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của võ sĩ 21 tuổi. Nhưng sau những chiến công ở đấu trường SEA Games và giải vô địch châu Á, cô gái vàng của thể thao công an nhân dân dường như còn hướng đến những mục tiêu lớn hơn nữa. Và hơn bao giờ hết, Ngọc Trâm biết mình có thể tiếp tục tiến xa khi được tạo điều kiện.